Xin chào toàn thể anh em quay trở lại với Toyota Thăng Long. Hôm trước thì có quay cho anh em xem chiếc Hilux phiên bản cao cấp nhất 2.8 2 cầu Adventure. Ngày hôm nay thì em có phiên bản thấp hơn và cũng là cái phiên bản bán chạy nhất chủ lực của dòng Hilux tại Việt Nam. Đó chính là Toyota Hilux 2.4 số tự động 1 cầu. Dân bán xe bọn em với lại những khách hàng mà biết về xe thì hay gọi là phiên bản HK đấy ạ. Thì đây chính là HK này. Giá bán 674 triệu nha. Tức là có thay đổi tăng một chút so với cái phiên bản cũ trước đây. Và nâng cấp thì tí nữa mình sẽ xem có những cái nâng cấp gì. Đây, tổng thể về Hilux. Thì chia sẻ với anh em là Hilux thì sẽ có 4 phiên bản nhá. Hilux số sàn 1 cầu, Hilux số tự động 1 cầu, Hilux số sàn 2 cầu và cao nhất là Hilux số tự động 2 cầu. Thì đây là phiên bản 1 cầu số tự động này, 2.4 và cũng là cái phiên bản bán chạy nhất của dòng Hilux tại Việt Nam nhá. Đấy, một chiếc xe màu đen. Nếu anh em nào thích màu trắng thì phía xa kia em có một chiếc màu trắng. Đó. Màu trắng màu đen nhá. Rồi, đi qua sơ lược một chút về cái mẫu Hilux này. Thì đây, ở phần đuôi xe anh em nhìn thấy là cụm đèn này là vẫn là đèn halogen như cũ này, nhưng mà mình được bổ sung thêm là cảm biến lùi nhá, với lại cảm biến góc này. Đấy. Cam lùi thì vẫn chưa có đâu anh em. Mà Hilux thì được cái rất hay là tất cả các phiên bản ấy thì đều được trang bị cái khay lót cốp như này rồi. Đấy, mình nếu mà mua xe thì mình sẽ lắp thêm thùng thôi, chứ không phải cần phải lắp thêm cái khay lót cốp như các bên khác. Đấy, cái phần nâng này lên thì nó vẫn chưa có trợ lực nên là khá nặng. Ở phiên bản cao nhất thì mình có trợ lực luôn nhá. Ở phần bên hông này thì anh em thấy là tay nắm cửa mạ chrome. Và cái lốp này thì cũng là một cái lốp xe với cái la răng mới 6 chấu và được sơn đen nhám khá là đẹp ấy. Nhìn rất là thể thao, mạnh mẽ. Bậc dẫm đầy đủ này, tay nắm cửa mạ chrome này, nhưng mà sẽ không có nút bấm mở cửa thông minh đâu nhá. Bởi vì chiếc xe này thì chưa có chìa khóa thông minh, vẫn chìa khóa dạng cơ thôi. Đây, gương chỉnh điện, có xi nhan trên gương và có cả ốp gương chrome khá là chất. Đây, ở phần đầu này thì mình có một số sự thay đổi đây. Đấy, thì mời anh em xem qua sự thay đổi ở phần đầu. Đây, một cái mặt ca lăng mới này, một cái phần bao mới. Cụm đèn này thì vẫn là đèn halogen phản xạ đa hướng nhá. Nhưng mà cái đèn xi nhan được đẩy ở đây qua cái bộ khuếch đại này nên là mình có thể quan sát rõ từ tất cả mọi hướng luôn. Đó, anh em thấy không? Từ cái góc độ nào thì cũng nhìn thấy xi nhan nó sáng. Cái đèn đề mi nó sáng. Này thì nếu mình đi vào góc khuất thì cũng không sợ các phương tiện người ta đi tạt. Có một điểm rất thích đấy là hệ thống đèn gầm sương mù này thì cũng là đèn sương mù dạng LED này. Cho ánh sáng tốt hơn, ánh sáng trắng nhá. Đây, tổng thể phần đầu, mời anh em xem lại tổng thể nhá. 674 triệu. Dưới cái nắp capo này thì mình có một cái khối động cơ được tinh chỉnh hơn và nó sẽ tiết kiệm khoảng 3% nhiên liệu so với phiên bản cũ. Mình vẫn sẽ có một khối động cơ 2.4 lít cho công suất tối đa là 147 mã lực và mô men xoắn cực đại là 400 Nm. Đi kèm hộp số tự động 6 cấp dẫn động cầu sau. Một chiếc xe rất là bền bỉ và thuận tiện. Đó. Và thì quay qua một chút về nội thất để anh em ngắm nghía nhá. Đây, nội thất của chiếc Hilux này thì vẫn là ghế nỉ nhá. Ghế nỉ màu đen nha anh em. Ở giữa này mình có kệ để tay, kệ tì tay đầy đủ này. Đó, khay để cốc. Và chưa có cửa gió điều hòa ghế thứ hai nhá. Ở trên phiên bản cao nhất thì mình sẽ có sẵn cửa gió điều hòa ghế thứ hai. Đây. Ghế của bán tải thì thường là khá là dựng và ngồi hàng ghế sau của bán tải thì không phải cái điều gì đó dễ chịu đâu, bởi vì mình sử dụng cái hệ thống giảm xóc phía sau là giảm xóc bằng nhíp lá mà. Tăng thêm cái khả năng chuyên chở thì sẽ làm cho chiếc xe nó xóc hơn, nảy hơn. Đấy. Rồi bây giờ mình lên khoang cabin đi ạ. Đây, ở trên khoang cabin nhá thì mình sẽ có vô lăng 3 chấu này, bọc bằng cái urethane giả da. Đấy, mạ bạc. Màn hình DVD có kết nối Apple CarPlay Android Auto nhá. Cái này là mới bổ sung thêm đấy. Đấy, có Apple CarPlay Android Auto. Màn này giống màn trên Vios nha anh em. Điều hòa thì vẫn điều hòa chỉnh cơ thôi, truyền thống này, hộp số tự động 6 cấp, hai chế độ lái là Eco Mode và Power Mode. Đó. Cái thích nhất của cái hệ thống lái này là bây giờ nó là lái trợ lực biến thiên theo tốc độ nhá. Trợ lực thủy lực biến thiên theo tốc độ. Nếu mà anh em di chuyển ở tốc độ thấp ấy thì lái rất nhẹ và khi mình di chuyển ở tốc độ cao thì nó sẽ đầm chắc hơn. Đó. Đó cũng là cái sự thay đổi so với phiên bản cũ. Rồi, hiện tại thì chiếc Hilux này đang được chào bán là 674 triệu.
Và nếu anh em mua xe ở trong thời điểm này thì mình sẽ được khuyến mại khoảng tầm 10 triệu tiền mặt. Ngoài ra thì còn được tặng kèm một bộ dán phim Luma nhá, giống như bộ dán phim mà các anh đang thi công ấy. Đấy, mình có thể tùy chọn màu sáng, màu tối hoặc là tối đen xì luôn. Phim Luma cao cấp nhập Mỹ nha anh em. Đấy, bảo hành 10 năm. Không may rộp thì mình sẽ được dán lại toàn bộ. Đấy, ngoài ra thì mình còn được tặng kèm thêm cả trải sàn da này cũng như là bọc vô lăng. Và xe được hỗ trợ trả góp tối đa 80% giá trị xe nhé. Lãi suất khoảng 0,8% một tháng. Đây, mọi thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại và thủ tục trả góp thì rất mong anh em sẽ liên hệ trực tiếp vào số online mình kèm trên video. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.